Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Gà Bạc TV. Ok anh em, thì ngày hôm nay mình sẽ chôn cô Ngân là mình sẽ đi cưới vợ giàu nha anh em. Ui, đây chắc chắn là sẽ là một màn chôn cực đỉnh từ trước đến nay của Gà Bạc TV. Hôm nay mình sẽ diễn cực kỳ sâu luôn. Ok anh em, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với clip ngày hôm nay thôi. Cô Ngân ơi. Cô Ngân. Anh có chuyện muốn nói. Chuyện này rất là quan trọng. Cô Ngân có thể nói lớn hơn một tí rồi. Nói đi, đừng sợ. Thực chất á, cái chuyện này anh cũng không muốn nói với cô Ngân đâu. Sao em lại chặn họng anh như thế? Em có biết là anh sắp nói một cái chuyện rất là quan trọng không? Một cái chuyện mà sẽ gây tới tổn thương cho em. Mà tại sao em lại không cho anh nói? Người ơi hãy nói đi, lý do vì sao? Vì sao trái tim em làm anh đau đau đau? Em ơi, nếu như ngày mai có chuyện gì đấy thì hãy nhớ rằng trước đây luôn có một người yêu em. Người ta cũng chỉ vì lo cho cuộc sống và tương lai của người ta nên người ta đành phải chấp nhận, chứ không phải là người ta bỏ rơi em. Em hiểu không? Em có hiểu điều đó không? Không, anh đang nói những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Ui, ui. Mẹ ơi. Đấy với anh thì thôi luôn chứ. Em mới cứu được nè. Chưa sống. Cứ cứu đi. Và cứu rồi chết chung nha. Ừ, chết chung. Ủa sao? Nó phát hiện em rồi. Hay là nó đang phát hiện. Trời ơi, hai bên luôn. Để cho hai bên nó bắn nhau em. Em chỉ cần việc cứu anh thôi. Thế giới cứ để anh lo. Cố lên, nó yếu rồi. Cố vợ. Bồ nó gần tới đó. Mẹ ơi, cà lóc cá trầu. Mày tưởng là tình yêu chúng ta đang bị rạn vỡ à mày? Mày tưởng là bọn tao đang bị rạn vỡ tình yêu đúng không? Ui 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 ui, sắp rạn rồi đấy, sắp rạn rồi đấy. Đọc mũi bình à. Thấy bà nội rồi, nó ở đâu rồi ta? Thấy bà nội rồi, nó ở đâu rồi ta? Thấy bà nội rồi. Anh ơi, em nè nè nè. Rồi rồi, xong xong cô Ngân rồi. Đâu hết chưa, hết chưa này, cho cô Ngân cái giáp ba này. Đây là cái giáp ba cuối cùng anh cho em đấy. Thôi có. Trời ơi, bị hư rồi. Hư có một miếng. Thôi có chiếc chống nổ ngon hơn rồi. À, hóa ra là vậy. Hóa ra là mấy người vậy có giáp chống nổ. Tại sao mấy người có giáp chống nổ, mấy người không lại đây, mấy người không tăng cái này? Cái gì mà cuối cùng. Anh vừa mới được bố mẹ gọi về để nói chuyện với một người con gái. Người ta là con của đại gia phố núi. Bố người ta là tổng giám đốc công ty. Anh trai người ta là phó giám đốc công ty. Người ta là học sinh du học nước ngoài về. Và bây giờ nói chung là cơ bản là bố anh gọi là có gọi là hợp tác với bên đấy, cho nên là bây giờ bố anh muốn là anh tán tỉnh người ta. Mà anh nói chung là không phải là anh tán tỉnh đổ hay không, nhưng mà kiểu bây giờ kiểu người ta thích anh rồi ấy, xong rồi bây giờ người ta bảo cưới, xong rồi cái bây giờ ấy người ta cũng không có quan tâm là trước giờ anh làm YouTube với em vậy đó, xong rồi người ta bảo là bây giờ kệ, chỉ cần anh chịu khó chia tay em thì người ta sẽ cưới anh. Cho nên là mình chia tay em nhé. Hả? Anh có nói cái gì đâu. Anh đấy, anh trình bày hết rõ quan điểm của anh ở đây. Bây giờ ấy, anh có một cái cuộc sống rất là tốt. Một tương lai rất là tốt. Đấy. Em thấy không? Là bây giờ có cưới người ta đúng không? Có mới gặp lần đầu rất yêu rồi chứ chơi. Anh không có phải là anh yêu, mà cái này là anh đang lo cho cuộc sống tương lai sau này của anh. Đấy, thấy không, người ta ra thế tốt, người ta có thể lo cho anh một công việc ổn định, đỡ phải đi làm YouTube với em, đó, đỡ phải.
Nhưng mà bây giờ anh nghĩ cho em rồi, anh nghĩ cho anh. Anh cũng khổ lắm chứ phải. Bây giờ anh còn phải ba mẹ và gia đình nữa. Bây giờ gia đình anh đang gọi là hợp tác với người ta. Anh phải lo lắng cho cuộc sống của bố mẹ anh nữa em ơi. Bây giờ mà... Thế bây giờ anh muốn vậy đúng không? Nhưng mà sao anh không nghĩ cho vợ? Anh cũng muốn nghĩ cho em lắm. Vợ cũng là người yêu anh dạy rồi, bây giờ anh bỏ rồi sao? Em đừng có khóc. Bắt anh chờ, anh bắt vợ chờ một năm rồi bây giờ bỏ luôn. Lúc đầu anh nói làm sao? Anh đã từng hứa sẽ bên em chọn đời. Anh đã từng hứa nhưng không làm được điều đấy. Nhưng anh sẽ hứa không bên em suốt đời, sẽ kiếm cho em thằng bạn thân anh. Anh nhầm. Đấy, lại tới lý do của anh rồi đấy. Anh lại bắt đầu ngáo ngáo rồi em ơi. Anh thật sự rất là buồn. Buồn, anh buồn cho mình anh. Anh chỉ nghĩ cho mình anh thôi. Ở bên cạnh em rất là nhiều những người tốt. Anh nghĩ là những người đó có thể chăm sóc và chăm lo cho em được. Đừng buồn em hả? Người ta chứ chi, không bỏ vợ cho người ta chứ chi. Có đâu có nghĩ cho vợ. Anh nghĩ cho em chứ. Em là ánh sáng, là tâm hồn của cuộc đời anh. Tết thôi, không có thì mình kiếm công ty khác. Cái đấy là công việc của ba mẹ, làm sao anh có thể kiếm được công ty khác được? Trong khi mà bây giờ anh phải lo lắng cho cuộc sống của ba mẹ của anh nữa. Anh cũng mệt lắm chứ phải. Anh cũng thương ba thương mẹ lắm chứ. Bây giờ anh phải bán thân trả nợ. À nhầm, anh đâu có bán thân đâu. Bây giờ anh nói chung là anh muốn có một cuộc sống tốt hơn. Anh sẽ yêu gái nhà giàu, anh sẽ yêu cô đó. Cô đó là một cái đứa con của nhà giàu. Em nghĩ là bao giờ em sẽ bằng được người ta? Không bao giờ. Đúng không? Ở với em thì suốt đời anh chỉ có là một thằng YouTuber nghèo hèn thôi. Cho nên là mình chia tay đi. Đó là những gì quyết định của anh. Đâu có nghĩ cho vợ à. Em làm như kiểu anh không muốn nghĩ cho em vậy đó. Nhưng mà bây giờ vẫn phải làm sao đây? Có đợt kìa. Trên gốc cây đối diện đấy. Tại sao hai đứa chúng ta dù đã chia tay nhưng mà vẫn phải cùng nhau kề vai sát cánh trong những cái trận đấu? Không, đây sẽ là trận đấu cuối cùng. Chúng ta sẽ không còn ở bên nhau nữa. Chỉ sau trận đấu này thôi, chúng ta sẽ từ giã ở đây. Chia tay từ đây. Chia tay nhé em hỡi. Em, chia tay nhé. Chia cái gì vậy? Chúng nó bắn ra trong kia, kệ chúng nó đi em. Không phải đâu, nó bắn nhũ mình lên á. Nó bật mình trơn á. Kệ chúng nó, anh đang bận đút đồ. Em có thể không công được không? Bởi vì anh đâu có muốn em công. Em chết ra được cái chi? Chả được chi hết. Hà, nếu như bây giờ em muốn chia tay không? Ủa đâu vậy hả? Chia tay nhá. Tùy anh, một con người không bao giờ nghĩ cho vợ đâu, vì vậy phải chờ anh nữa. Cái gì mà cũng sẽ nói ra ngoài này. Nhưng mà em cũng biết mà, từ trước giờ anh rất thương em. Đây là anh muốn cho người ta gọi là anh. Thì muốn có một... Anh đã nghĩ cho em rồi, anh nghĩ là bây giờ em sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu mà không ở bên anh. Bởi vì anh vốn là một cái thằng nó rất là khốn nạn, em hiểu không? Anh rất là khốn nạn, em hiểu không? Rõ ràng là mình thấy tiếng bắn mà mình không thấy nó ở đâu, cực kỳ. Rắc hả? Ủa, mà sao tự nhiên? Đau lòng vậy? Giờ sao? Chia tay đi, chia tay rồi bọn chúng một càng thế. Không, em không cần. Em không cần. À. Em không cần anh. Có anh thì cũng có người khác lo cho vợ được. Người ta tốt thôi, anh không lo. Có một tí chia tay thì. Người ta liệu quá hơn anh. Như những lời gì em nói. Tùy anh nghĩ sao còn đỡ hơn, nhưng mà anh cũng lấy cái đó người ta. Không cưới một người không yêu vợ cũng được. À, không cưới một vợ mà một người vợ không yêu cũng được. Người ta biết lo cho vợ.
cũng giống như anh đang cứu một người mà anh không yêu chị đó. Người ta cũng lo được cho cuộc sống của anh. Ai bảo với em là anh không yêu người ta? Ơ hay nhở. Nếu anh yêu người ta thì sao? Đấy em đừng có ảo tưởng. Em đang ảo tưởng đấy. Nếu anh yêu người ta thì sao? Nhìn anh bắt cá hai tay. Đó, anh bắt cá hai tay đó rồi sao? Rồi sao nữa? Đó, anh bắt cá hai tay đó. Có ai mà một người con trai mà nói chú như vậy không? Yêu nhau một năm rồi chứ phải. Nhưng mà bây giờ em cũng có những cái thằng đàn ông đẹp trai hơn, chúng nó lo cho. Nhưng mà vợ có thiếu đó không? Anh nói như vậy mà được. Chứ ví dụ mà bây giờ, nãy giờ anh nói dối thì em có... Không. Em... Sao em vô tình lạnh quá em ơi. Em ơi. Em. Có người khác lo hả? Người đó là ai? Người đó là anh chứ ai. Đúng không? Hãy dành trôn em á. Mà anh trôn nghiêm túc không? Em thấy hôm nay anh trôn quá nghiêm túc luôn. Trời ơi, đây là cái trận trôn mà lần đầu tiên trong cuộc đời anh mà anh trôn một cách nghiêm túc, chỉnh tề và không bao giờ mà có... Thật sự luôn đấy, thề. Chứ anh nói thật, chứ cuộc đời này anh không yêu em thì anh còn yêu ai? Hả? Thề. Hả? Chia tay thật rồi. Chia tay thật hả? Đâu, chúng ta làm sao chia tay thật được? Em là người con gái chết rồi. Đây nè. Đừng mà. Anh xin lỗi mà. Nãy giờ anh chỉ nói giỡn thôi, anh xin lỗi Quang Ngân. Anh xin lỗi Quang Ngân. Quang Ngân bị hạ rồi. Ủa, Quang Ngân đâu? Ơ? À? Chia tay đây. Quang Ngân bị hạ. Quang Ngân tự tử. Ơ? À? Tôi phải làm gì đây? Ơ? À? Quang Ngân ơi, em còn ở trong mic không Quang Ngân ơi? Quang Ngân. Không, mệt. Bùi vẫn ở trong mic, tức là vẫn chưa giận mình đâu nha mọi người. Cô Ngân mà còn ở trong mic tức là chưa giận đâu. Bùi, thằng địch kìa. Bùi, phóng lựu kìa. Mình phải giết được thằng phóng lựu trước. Giết, lấy kill thằng phóng lựu. Lấy kill thằng bồ nó. Chạy. Mình chết rồi các cậu. Tôi phải ra xin lỗi cô Ngân mọi người ạ. Nãy giờ trôn hơi gắt. Ok, thì clip đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của Các Bạn TV. Nhớ bấm like và subscribe kênh cho Các Bạn TV nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Màn trôn quá gắt rồi. Hình như là hôm nay mình trôn quá ác rồi. Ok, bye bye tất cả mọi người. Cô Ngân ơi, em còn trong mic không cô Ngân? Cô Ngân! Cô Ngân! Không! Mệt. Vẫn còn nha mọi người. Trong anh giờ đang nghĩ gì? Nghĩ gì người ơi? Trong anh giờ đang nghĩ gì, nghĩ gì người ơi? Trong em thì cũng thấy buồn mà trong anh thì cũng thấy vui. Sao ta chẳng thể nói cho nhau những lời nói chân thành?